rồi đôi ba nghìn trà đà. Anh vẫn luôn on fire để biết hết chuyện trên đời. Đang cai bút bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh nên nhiên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mê cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sáng ra vanh vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng, cứ thế lòng thành thơ.